Fever Buckle, chiếc buckle dùng để nâng cấp cho những rider nhằm chống lại thế lực Yamato Rider, là chiếc buckle đã xuất hiện từ rất lâu trong series, nhưng đến tận những chương sau, Nago mới thật sự phát huy toàn bộ sức mạnh từ Fever. Trong lần đầu thể hiện, Nago, Tycoon cũng như Buffa chỉ thể hiện một phần nào đó sức mạnh từ chiếc Fever Buckle mà họ mang lại. Tất cả đất diễn đều dành cho tên Rider mới, Benjack cũng như sức mạnh Magnum của Kiss. Nago trong lúc thể hiện với Fever chỉ thể hiện đòn tất sát. Cô dùng những giai điệu của mình tạo những cột âm thanh giống với biểu tượng trên phần ngực của Nago, tấn công kẻ thù vào những cột âm thanh khổng lồ này với những giai điệu mà chúng mang lại, sau đó lao nhanh vào kẻ thù bằng chiếc Beast Art để hất tung chúng lên không, nhằm hỗ trợ cho Tycoon cũng như Buffa dứt điểm kẻ thù. Thực sự phát huy khả năng của Fever Buckle trong trận chiến cùng với lại Tycoon. Trận chiến này sẽ hé lộ phần nào về bí mật của người hỗ trợ Beroba cũng như sự thật xoay quanh Yamato. Nhận lệnh từ Design Rit giải quyết kẻ đầy rắc rối Beroba. Trận chiến cũng không hề đơn giản. Trước khi đến chiến trường đầy khốc liệt này, những người hỗ trợ đã cung cấp những rider của mình thứ sức mạnh mà họ tin là rider của mình sẽ vận dụng vô cùng tốt. Tycoon được nhận chiếc bút buckle từ Kekera. Kiss được chính Jin hỗ trợ. Còn Nago thì được nhận Fever Buckle. Cô đã may mắn và tạo ra sức mạnh Fever Beast với sức mạnh từ Beast ở trên và ở dưới cơ thể. Khả năng chiến đấu linh hoạt khi kích hoạt đòn tất sát với tên gọi Tactical Fire and Thunder. Cô sẽ kết hợp cả hai chiếc Beast Art lại với nhau như sức mạnh được ban tặng từ Fever, đơm ra những giai điệu với sấm sét và lửa hòa trộn với nhau để tiêu diệt hàng loạt kẻ thù trong phạm vi.